Sau một tuần trận Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt tiếp tục gửi tới cho anh em một cái video clip để mà anh em chúng ta có thể tham khảo những cái món phụ tùng của Dream Thái anh em ha. Đây thì hôm nay phụ tùng Dream Thái thì mình về cái này là dàn ngoài không nha. Thì đa số là dàn ngoài cũng như là một số món đồ máy. Thì chủ yếu là dàn ngoài cho anh em, tại vì xe Dream Thái thì anh em đi bây giờ đã khoảng hai mươi mấy năm rồi, hai chục hai mấy năm rồi, thì tất cả những cái xe nó đều cái dàn ngoài nó cũng sẽ có một số cái vấn đề nó không như mong muốn của anh em. Thì anh em chúng ta tân trang lại, anh em chúng ta dọn lại thì chúng ta cần những cái món như vậy. Thì ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái món để mà anh em chúng ta có thể có nhu cầu á, thì anh em mua về anh em chúng ta sử dụng ha. Rồi đầu tiên là một cái lốc nồi. Đây lẻ một cái lốc nồi nha, lốc nồi lẻ rất đẹp luôn này anh em. Đây cái lốc nồi lẻ này rất là đẹp nha. Đó, một cái lẻ cái lốc nồi này giá là 1.000.000 đồng nha anh em nha. Lốc nồi là cực kỳ đẹp luôn, mình sẽ cầm chi tiết cho anh em coi ha. Đây, đây nha anh em, đây cái lốc nồi lẻ của nó đây, lốc này rất đẹp nha, đó, lốc này cực đẹp luôn, đó, anh em thấy không? Đấy, lốc lẻ nha anh em nha, đó, giá là 1.000.000 đồng nha anh em nha, sơn zin, lốc đúng lốc lồi của Dream Thái nha. Rồi tiếp theo bộ đùm, đây một cặp đùm cho anh em nha, tất nhiên là sơ mi zin rồi, sơ mi zin nha anh em nha, đùm sơ mi zin, đó, ok chưa? Đúng mã cho anh em nha. Đúng mã màu cho anh em hết nha. Đấy, sơ mi zin nha anh em nha, sơ mi zin sơn zin. Nói chung là đùm này là rất là ok. Đó, giá thì cực kỳ là tốt luôn, 1.500.000 cho một cặp này nha anh em nha. Đó, cặp đùm này giá là 1.500.000, bao anh em sơ mi zin, không đóng tăng bua, không sơ mi gì hết, về là anh em chúng ta gắn vô là sử dụng thôi. Ok, tiếp theo là bộ học bình nha anh em nha. Mấy cái học bình này thì giá là từ 300.000-350.000 nha anh em nha. Tặng cho anh em luôn mấy cái học yên nha. Rồi, bộ mobin. Mobin thì nó sẽ có rất là nhiều loại ở đây. Thì mobin là mobin Dream Thái nha, đời đầu cũng như là đời cao. Thì giá của nó là những từ 200, 350, 400. Đấy thì tùy anh em chúng ta mua món nào anh em mua. Thì đây nó có một cục là dạng hàng VIP này anh em. Đây, một cục này là nhìn anh em nhìn cái bát nữa này. Đấy, cục này thì là dạng hàng quý hiếm nha. Cục này giá 750.000 nha anh em nha. Còn những cục còn ok, nguyên bản. À, tuy là nó không được bằng cục đá thì giá của nó sẽ tốt hơn, 400, 300 tùy anh em ha. Rồi về cần số, đây cần số là Dream Thái cho anh em ha. Cần số Dream Thái đây mình có rất là nhiều mức giá cho anh em luôn. Có những cây thì nó chỉ có 200-300 ngàn thôi, nhưng hai cây này là hai cây đẹp này, xuất sắc này. Một cây đời 2000, 99, 2000, gai nó sẽ là gai ngắn này, một cây là gai dài này, cây này đời 95, 94, 95 này, cây này thì giá là 900, cây gai ngắn thì giá 500. Đó, rất là ok nha, giá là cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đấy, còn những cây như này. Đây, những cây như này thì giá là cực kỳ tốt nha. Giá mấy cây này chỉ có khoảng 200 ngàn thôi. Đó, thì tùy anh em, chúng ta thích thì anh em lấy. Đấy, tất cả là đúng đồ zin heo xe hết nha anh em nha. Đồ zin heo xe Dream Thái hết nha. Bao anh em sử dụng nha, ngon lành cần đào. Rồi, những cái cần thắng này thì cần thắng này là mình bán thanh lý cho anh em này, hai cây 200 này, hai cây 250 này. Đấy, anh em là mua lẻ thì cây 150 nha. Rồi đây tiếp tục một cặp đùm nè, cặp đùm này giá cũng là 1.500.000 luôn nha, tất nhiên là cũng chưa đóng sơ mi, chưa tăng bua gì hết cho anh em nha. Đấy, về là anh em xài liền. Đó, nước sơn là nước sơn zin, cái này là Đạt không vệ sinh gì hết nha, nói chung là nó còn đẹp nhưng mà Đạt không có vệ sinh gì hết tại vì không có thời gian nha anh em nha. Đây này, ví dụ như anh em nhìn này, mã này nó hơi đen nhưng mà anh em vẫn nhìn thấy mã này. Đấy, mã THM này nè, thấy chưa? Đó, THM Thái Lan nha, chuẩn hàng zin hết cho anh em nha. Anh em mua bên Đạt thì anh em yên tâm, đây những cái này đều là chuẩn THM mã zin cho anh em hết này. Đó, này đó. Cho nên là anh em yên tâm nha, không phải suy nghĩ nhiều nha. Rồi những bộ đùm này là cặp này cũng 1.500.000 luôn, cặp này cũng 1.500.000 luôn. Đấy thì tất cả đều là sơn zin hết cho anh em nha. Cái này là do này là nó chưa vệ sinh nên hơi dơ này. Rồi bộ đèn, đây bộ đèn Dream Thái nha anh em ha, bộ đèn Dream Thái zin theo xe. Đây đèn Dream Thái zin thì anh em nhìn là chữ Thái Lan nó to đùng này này. Đấy, thấy chưa, chữ Thái Lan đó. Đó, zin nha anh em nha, dây giờ là chưa đứt gì hết này. Đấy, xi nhan là còn đẹp. Đây, giá đèn, đèn đuôi đây, đèn đuôi Thái Lan luôn đây. Đây là hàng theo xe anh em ha. Đó, đây đèn đuôi. Còn đây là chóa đèn trước này. Đấy, chóa đèn trước nha, zin luôn này. Anh em sẽ thấy có cái mã là mã màu trắng này. Đấy, anh em thấy chưa? Nói chung là đúng đồ zin Thái Lan thì anh em biết rồi ha. Đó, bộ này là nguyên bộ đèn này của nó, giá đúng hàng theo xe nha anh em nha. Giá là 1.500.000 nha anh em, bằng giá hàng mới. Đó, nhưng mà đồ theo xe thì thực ra là nay là cặp xi nhan người ta bán là 1.000.000 rồi, đèn đuôi người ta bán 600-700 đó,
cái chóa này rất là đắt tiền nha anh em. Chóa này rất là đẹp này, chóa nó còn rất là đẹp nha. Đó. Rồi, tiếp theo mặt nạ Dream Thái đồng giá 45 ngàn một cái nha anh em ơi. Mặt nạ Dream Thái 45 ngàn một cái nha. Rồi đây, đây cái này chắc nãy giờ anh em để ý cái này lắm nè. Thì cái này là nẹp sườn tem zin nha, nẹp sườn Dream Thái tem zin. Thì anh em là chúng ta chơi thì chắc anh em sẽ rất là mê cái loại này. Tem zin mà tem zin đẹp luôn nha, đẹp luôn nha, chứ không phải là xấu nha anh em nha. Đó, tem mà tem zin đẹp luôn nè. Đấy. Thì đây mình có 3 cặp nẹp tem zin nha và có 4 cặp là hàng nẹp sơn lại nha anh em, nẹp dán tem lại nha. Thì nẹp sơn zin này là giá là 1 triệu một cặp nha. Anh em nào lấy hết 3 cặp thì có bớt cho anh em nha. Còn nẹp sơn lại, tem dán lại này thì giá của nó cực kỳ tốt luôn, 45 ngàn một cặp thôi. Tất cả tất nhiên là đều là chính hãng của Dream Thái nha. Thì anh em mà chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Đó, nói về nẹp tem zin thì thôi, chắc anh em cũng biết rồi, mình cũng không có gì để nói lại cho anh em ha. Đấy, nẹp tem zin là cái mã mộc của nó là nhìn rất là đỉnh luôn em. Đấy, thì thực sự là tem zin thì đến bây giờ anh em nhìn là anh em cảm thấy là rất là choáng luôn. Thì 1 triệu một cặp này nha anh em nha. Đó, thì những anh em mà chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Đặt bán là 1 triệu chứ còn ở ngoài thị trường hiện nay là những cái cặp này là giá nó toàn 2-3 triệu một cặp không nha. Rất là cao tiền luôn, mình cũng không biết lý do tại sao mà nó cao như vậy nữa. Thì đúng là những cái xe mà nẹp mà zin mà đẹp như vậy thì đúng là không phải là rẻ tiền. Tại vì cái nẹp sườn này nó rất là dễ bong tem nha em. Nó rất là dễ bị bay tem, không bao giờ nó còn đẹp như vậy nhiều đâu. Cho nên là cái giá mà để mua được một chiếc xe mà đẹp để có những cái cặp nẹp như vậy thì anh em biết rồi, những cái xe này rất là cao tiền và đặc biệt là Dream Thái nó hiện nay nó đang sốt hàng, không có đồ để mà giao cho anh em luôn á. Rồi đây là hai cặp cốp, thì hai cặp cốp này là sơn lại, là tem dán lại nha. Tem dán lại nhưng mà đúng tem zin nè. Đây, cái này là đời 98 này anh em. Đời 98 nhá. Đây. Đây anh em ha. Đó, đời mã mộc của nó nha. Đây, mã mộc của nó đầy đủ cho anh em ha. Anh em yên tâm luôn. Đó, nói chung là đồ về đồ Dream Thái thì anh em mà mua là anh em biết đồ, là anh em nhìn phát là anh em biết ngay. Đấy, chứ còn mà để mà nói về giá thì đúng là giá của Dream Thái nó rất là vô chừng anh em. Nó tùy theo món, nó tùy theo đồ. Đây, những cái Boe. Đây, những Boe Dream Thái nha, lọc gió Dream Thái. Lọc gió Dream Thái zin nha. Đây, lọc gió Dream Thái anh em sẽ nhìn nó hai bên, nó hai trụ hai bên này. Đấy, còn Super nó chỉ có một bên thôi. Đây, hai bên ha. Lọc gió rất đẹp nha anh em nha. Đấy. Giá lọc gió 250 cái nha anh em. Rồi, tiếp theo đây. Đây là những bộ số này. Nên hôm nay mình quay cho anh em một bộ số cực kỳ VIP luôn. Đáng ra mình không bỏ bộ số này vô đâu, nhưng mà bộ số này nó VIP quá. Đó, mình muốn quay cho anh em, tặng cho anh em luôn cốt đạp của móc số nha. Đây. Đây anh em nhìn cái bộ số này, cái màu của nó này. Wow không? Anh em nhìn cái cốt nhông này. Ghê gớm rồi anh em. Đó, cốt nhông này, bén ngót luôn nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Nó gọi là siêu phẩm nha anh em nha. Bộ số này giá là 1 triệu 6 nha anh em. À, bộ số đẹp quá. Tại vì anh em biết sao không, nếu mà anh em không lấy cái cặp cốt đạp của móc số thì anh em có thể trừ là 200 cho mình. Đó, tại cặp cốt đạp của móc số này hôm nay đặt bán là đã 500-600 một cặp này rồi. Tính ra là cái bộ số này nó cũng không có đắt đâu anh em. Anh em nào không lấy bộ số, không lấy cốt đạp của móc số cứ trừ là 200 cho mình nha. Tại vì cốt đạp của móc số này anh em nhìn này. Đó, anh em thấy chưa? Đây, nhìn cốt đạp này. Nhìn trắng phau là anh em biết rồi ha. Nói chung là xe anh em đang gặp vấn đề về số, yếu số, trục trặc về số là có thể liên hệ với mình để lấy nha. Bộ số này thì nó có đầy đủ lông đèn đồng cho anh em luôn. Đó, nên anh em yên tâm ha, cốt móc số này cái đầy đủ. Rồi, tiếp theo những cái cần đạp máy Dream Thái này thì nó tùy theo nha anh em nha, 300, 400, 500 nó sẽ có 3 mức giá như vậy cho anh em. Rồi, một pin sườn cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Cặp cốp này thì nó bao nhiêu nhỉ? Cặp cốp này là cặp cốp zin tem dán lại là 500 ngàn một cặp nha anh em nha, có 2 cặp. Ngoài ra thì đây, mình giới thiệu cho anh em một cặp cốp siêu phẩm luôn, Dream Thái tem hồng nha anh em nha. Cặp này là tem zin nha. Đây, cho anh em coi này, VIP này. Đấy anh em thấy không? Đúng đời 93 là nó dán cái tem vô đây nha anh em nha. Đó, đúng đời 93 đã dán tem vô đây. Cốp này là chưa gãy chân luôn nha. Đây đúng đời này. Đây nào, 92 93 này. Đó, đúng đời nha anh em nha. Thì nó dán luôn tem nó cái tem học bình nó dính sẵn ở đây, nó dán sẵn ở đây chứ nó không phải dán ở học bình nha. Rồi, cặp cốp này thì giá của nó hơi cao một chút. Anh em là lấy thì liên hệ với mình. Rồi, ok. À đây, còn bộ lốc nồi, lốc lửa mang cá này nữa, bộ này thì bán giá cho anh em 1.9 triệu nha. Cực kỳ là rẻ luôn, bao cho anh em lên xe nước sơn zin nha anh em nha. Giá thì rẻ, cho anh em về anh em có thể mua xài hoặc anh em sơn lại cũng được. Nhiều anh em thì xe lốc nó bị bể hư, em mua về sơn lại hoặc là gắn lên trực tiếp cũng được. Đấy, giá 1.9 triệu nha. Ở đây có một cặp sát phục Dream Thái, giá là 550 nha anh em nha. Cái cây chống đứng thì mình bán mất tiêu rồi.
nhưng mà tại nãy lỡ xếp nào quên bỏ ra. À đây, một cái cây chống đứng đờ rim thái, quên một cái cây chặng 3 đờ rim thái nha. Chặng 3 này giá là 600 nha anh em. Cây này cực đẹp luôn này, đen thui luôn này. Cây này là hàng VIP nha. Tại vì nó trên những cái xe VIP thì nó sẽ nó có tùy theo mức giá nha anh em. Đây, bộ lửa rim thái VIP này anh em. Đời đầu nha. Đó, thì bộ lửa này giá của nó sẽ là 1 triệu. Rồi bộ lửa này thì mức giá của nó sẽ là 2 triệu 6 nha anh em nha. Đó, rất là rẻ luôn. 2 triệu 6 bộ lửa đẹp, chưa tới 3 triệu nha anh em nha. Lửa đen so. Rồi ok. Ghi đông. Cái ghi đông này giá của nó 650 nha anh em. Ghi đông rim thái theo xe. Ok, thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em sơ qua về các cái món đồ rim thái. À đây, còn một cái này rất là đặc biệt này anh em ơi. Đây, một cái này rất là đặc biệt. Đây, một cái cặp cao su các chân rim thái zin AB nha. Đây này, để chữ B này. Thấy chữ B không? Đó, anh em thấy chữ B chưa? Và đây là chữ A này, chữ A đâu ta? Đây, chữ A này. Cặp cao su các chân AB nha anh em nha. Thì cái này là đúng hàng zin theo xe của Dream Thái đời đầu đấy không? Và cái cao su phải công nhận luôn đời đầu, cho nên cao su nó vẫn rất mềm luôn nha. Mà cái cặp này chạy ít cho nên em sẽ thấy là cái chân nó vàng ươm nè, rất đẹp nha. Cặp này thì giá nó hơi cao anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nó có món, nhu cầu mua món gì thì liên hệ sớm với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.